Bộ Y tế vừa có đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước về thực hiện rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với vaccine AstraZeneca. Theo đó, để kịp thời triển khai tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố căn cứ theo công văn số 7820 của Bộ, khẩn trương báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người dân đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca. Nếu đơn vị địa phương nào không thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng, phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. Trước đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi 2 để tham mưu về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người dân đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca.